Xin chào và các bạn, hôm nay con sẽ giới thiệu về xe máy cày của con, nó gồm 67 chi tiết. Con xe máy cày của con được chia thành hai phần, một phần là của máy cày, một phần là của đầu cày và một phần là của cái kéo của máy cày. Đây là phần đầu của máy cày. Bây giờ con sẽ bật cho phần đầu của máy cày đi. Phần đầu máy cày này lúc đi ra ngoài đường, bác tài xế này sẽ gỡ cái phần cày đằng sau ra để đi ra ngoài đường. Nếu mà lúc đi cày thì bác có thể lắp lại và cày. Ở đây có hai cửa sổ và một cửa sổ đằng trước để giúp bác ngồi trong đây được thoáng mát. Còn đây là cái ống khói để lúc motor chạy nó bị nóng thì nó có thể thả khói ra. Và ước mơ của con sẽ trở thành một công ty chuyên sản xuất về xe nông nghiệp của các bác nhà nông. Phần nói của con tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chú Dũng và các bạn.